xin chào quý vị và các bạn. Đây là khung cảnh của triển lãm sinh vật cảnh được tổ chức ở ngay cạnh Hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Quy mô của triển lãm đợt này thì không lớn lắm. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng tôi xem một số cây mang đến trưng bày tại triển lãm. Đây là một cây xanh dáng làng. Đây cũng là một cây xanh. Cây xanh này là xanh quê nhưng cũng rất đẹp. Cây cũng rất là già cây rồi. Đây là một cây tùng La Hán. Cây đa này. Tùng La Hán. Một số cây ở đây được mang từ triển lãm sinh vật cảnh thủ đô về. Nên là biển vẫn là biển của triển lãm sinh vật cảnh thủ đô. Đây là một cây xanh. Cây xanh này cũng rất là đẹp. Chủ sở hữu là Đinh Văn Tuấn. Chân bệ cây này đẹp. Đây cũng là một cây xanh. Chủ sở hữu là anh Khoa Sắt.
Anh khoa sát thì cũng có nhiều cây đẹp, và phần lớn nước cây của anh hiện nay đang được trưng bày tại Anna Mộc Viên. Xanh nữa này. Đây cũng là một cây xanh. Xanh này. Một cái cây xanh dáng làng. Số điện thoại của chủ nhân này. Đây cũng một cây xanh nữa này. Số điện thoại này. Hai cây xanh này là cùng một chủ nhân. Đây là một cây xanh nữa này.
Cây xanh này là của nhà vườn Hồng Xiếc. Có những cái nét cổ trên những cây xanh này. Cây xanh này cũng rất là già cây.